Thưa quý vị, với mong muốn có một ngôi trường sư phạm cho thầy và trò trường tiểu học Võ Thị Sáu để chấm dứt cảnh phải học trong không gian nhà chùa và người dân, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã chủ động đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép áp dụng phương án đền bù có lợi nhất với các hộ dân thuộc diện phải di rời tại địa chỉ 43F 47C phố Ngô Quyền và 36A phố Trần Hưng Đạo để xây trường học. Mức hỗ trợ cho người dân ở khu đất vàng này lên tới gần 300 triệu đồng một mét vuông. Hôm nay, gia đình ông Phong, anh Hải cùng các đồng quyền sử dụng đất đến nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Các gia đình này trước đây đều ký hợp đồng thuê của nhà nước tại biệt thự số 36A Trần Hưng Đạo, nhưng vẫn nhận được mức hỗ trợ gần 300 triệu một mét vuông, bao gồm cả diện tích cơi nới. Cái khu đất của mình cũng không có gọi là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chỉ dừng lại là cái hợp đồng thuê nhà từ thời những cái năm 60. Thì thực sự là bây giờ nó cũng là nhiều thế kỷ rồi. Thì không ở được, và mình thấy cái mục đích sử dụng nó là công ích thì mình ủng hộ thôi. Một nửa người ta cũng đi rồi, nên thành ra là cũng hơi khó. Nên mà bây giờ nhà cửa thì cũng xuống cấp hết rồi. Nên thôi tôi cũng nếu đúng là xây trường học thì cá nhân tôi cũng thấy thoải mái nhận tiền để đi. Dù mức giá đền bù hỗ trợ đã được Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề xuất theo cơ chế đặc thù, dao động gần 300 triệu một mét vuông, tùy vào từng vị trí, nhưng vẫn còn một số hộ dân chưa đồng thuận bởi băn khoăn đến nguồn gốc đất và quy hoạch. Từ những năm 92 cho tới năm bây giờ vẫn chưa chứng minh được cho chúng tôi là đây là đất xây trường. Tại sao lại vẫn cứ hết kho bạc để chuyển sang xây trường như thế? Chúng tôi rất là thấy là nó có một cái gì đấy khuất tất. Tôi mong muốn chính quyền là làm sổ đỏ để cho dân được ở. Theo nguyện vọng của chúng tôi là dân ở hợp pháp. Với mong muốn xử lý dứt điểm một dự án chuyển tiếp kéo dài hơn 30 năm, nhiều lần thay đổi chủ trương đầu tư để xây dựng trường học phục vụ cộng đồng, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đề xuất thành phố cho phép áp dụng phương án đền bù có lợi nhất cho các hộ thuộc diện phải di dời. Tổng số tiền đền bù cho 15 hộ dân tại đây khoảng 163 tỷ đồng sau khi khấu trừ nghĩa vụ tài chính. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cũng đã rất nhiều lần báo cáo thành phố để xin những cái cơ chế đặc thù tốt nhất, đảm bảo quyền lợi và nơi ở ăn ở ổn định cho người dân. Theo Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, khu đất 43F, 47C, phố Ngô Quyền và 36A, phố Trần Hưng Đạo có nguồn gốc là khuôn viên biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước. Từ năm 1993, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định thu hồi đất để xây dựng trụ sở kho bạc nhà nước. Giai đoạn này đã di chuyển được 10 hộ dân và một tổ chức. Từ năm 2014 đến nay, thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Hoàn Kiếm tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng để xây dựng trường tiểu học Võ Thị Sáu.